Rồi giao lưu với các bạn một cái camai dầu rin hàng cũ đớ nha anh em, vành lớn vành 19 nha anh em, đo ôm sát thước luôn là 19 nè, đó là ngay mình đo ở chỗ eo, còn chỗ dưới đây này mình không có đo được do nó dít dưới đây, mình chưa số đó số rỡ lên nữa nên cái vành thân nó bị dít dưới đây, đập một cục anh em, cũ đẹp. Cái này form lùng nha anh em, cao có 1 mét thôi nhưng mà bờ rộng 8 thấp, cài tí lò vàng nha anh em, cuồng khơi đẹp, cuồng khơi này mình thơm. Cái này mua mình giao lưu mình đợi giá rẻ chứ. Đây cài độc đỏ nha nè, nó lọc non này đó, rất coi form lùng tuyệt anh em, rất là dễ thương. Nên mua và mình chơi bonsai y vài dòng dấu, bên mình là giao lưu dấu đẹp nha anh em, dòng dấu lấy gai này rõ ràng chút cái cú này mà mình chân đỡ rỡ nó ra này, mình đo găng tay mình không hết cái dằn đỡ tràm nó không tràm để tới đây luôn đó. Nó muốn gấp đầu cái găng tay mình tứ phía hết vậy nha anh em, cho nó nằm sâu trong chậu á, trồng thùng là nó lâu rồi, chưa thay 4 năm rồi chưa thay anh em, nó bị đất nó bị lục, nó bị sụt lún xuống anh em, đó rỡ nó ra kinh lắm, dàn chân nó mà cũ anh em, coi cũ á, sụt cũ già, coi nó già, coi mà mùa mới 20 là nó già cực kỳ luôn. Nhưng mà giá mình báo rất thấp nha anh em. Anh em nào thiện chí giao lưu liên hệ nha. Giá cây này thì mình dưới 2 triệu nha anh em. Anh em yên tâm. Mình giao lưu toàn là hàng đẹp, cây già. Đỡ đắm rõ ràng, vành lớn. Đây. Anh em nào thích cây phong lùng, giao phong lùng liên hệ nha. Tàng bây giờ mình chỉ bấm chừng thôi nha anh em. Nó đều quá rồi. Bây giờ mình đang tăng tốc xe thanh lý vườn, anh em mà mua tầm này thì quá hợp lý rồi nè, để mức rượt nha anh em.